Sáng 24 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Bình Dương và Tập đoàn Hoàng Hà đã tổ chức lễ khánh thành bàn giao nhà tình thương cho chị Nguyễn Thị Mơ là hộ nghèo bị khuyết tật vận động, nuôi con nhỏ ở thôn Bắc Mã 1, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều. Sau hơn 2 tháng xây dựng, ngôi nhà mái bằng 3 san với diện tích 42m² đã hoàn thành và được bàn giao cho chị Nguyễn Thị Mơ. Trong đó, Tập đoàn Hoàng Hà đã hỗ trợ gia đình số tiền 50 triệu đồng. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã Bình Dương, Ban chỉ đạo quỹ vì người nghèo xã Bình Dương đã trích quỹ và vận động quyên góp được số tiền 4.500.000 đồng mua các hiện vật như chăn, ga gối, bàn học để tặng mẹ con chị Nguyễn Thị Mơ đón ngôi nhà mới. Năm 2019, công tác giảm nghèo được xã Bình Dương triển khai theo hướng chú trọng giảm nghèo có địa chỉ và đầu tư giảm nghèo bền vững, hạn chế tình trạng tái nghèo phát sinh thêm hộ nghèo. Năm 2019 này, xã đã vận động các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ sửa chữa 2 ngôi nhà và xây mới 2 ngôi nhà cho hộ nghèo. Việc hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng hộ nghèo là một trong những việc làm mang lại nhiều ý nghĩa, góp phần giúp cho các gia đình an cư, ổn định cuộc sống.